Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh chuyên phong lan rừng Đắk Lắk của em nhé. Thì tối nay em lại có một số mặt hàng lên để giao lưu, tiếp tục giao lưu với các bác này. Thì đơn đầu tiên là một đơn hoàng nhạn nguyên bản này các bác này, một cây này. Đó, hoàng nhạn tháng 4 nhá. Nói chung thời buổi bây giờ thì không thể kiếm được tháng 8 đâu các bác. Đó, chỉ có tháng 4 thôi. Tháng 8 bây giờ là mấy gì có nữa. Nếu mà có hàng rừng về chắc cũng chỉ có hàng trăm rồi thôi. Hai cây này. Đó, lá xếp rụt rịt luôn này, cây này cây lá mít nha các bác nhá, lá rất đều luôn, rất đẹp luôn này. Đó, cây thứ ba này, tuyệt vời. Cây này thì thích hợp với bác nào mà kỹ thuật cao, có thể nhân giống được bằng trái nhá. Đó, về trái này nó khô nên là ấy, sẽ có thể nhân giống được này. Đơn số 1 này là 300k nha các bác nhá, một đơn hoàng nhạn tháng 4 này. Đơn thứ hai là 380k, vẫn là một đơn hoàng nhạn nhá. Đơn này là gồm 4 cây, 1 này, 2 này, đó, lá mít này, rụt rịt luôn này, lá rất ngắn, rất dày luôn này, 3 này, 4 này, cái này cây to này, 3 là 350k, là một đơn nhạn bóc nha các bác nhá. 1 này, 2 này, lá rụt rịt luôn này, 3 này, 4 này, lá mít này. Cái này thì không chê được rồi. Đó, 5 này. Cái này trong rừng nó hơi thiếu nước, mình chả sao cả các bạn. 6 này, 7 này, 8 này, đó, 8 cây này nha các bác nhá, 350k. Đơn số 4 320k. 1 này. Rụt không còn chỗ nào để rụt hơn nữa các bạn. 2 này, cũng vậy này. Nó rụt rịt khỏi chê luôn. 3 này. 4 này, lá mít này. Như kiểu lá mít đồng xu luôn. Đó. 5 này. 6 này. Cái này cái là bóng. 7 này. 8 này. Và 9 nhá. Đó. Đơn số 5 là 300k. 1 vẫn là một đơn hàng nhạn bóc này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và 15 này. Đó, 15 cây nha các bác nhá. 300k, đơn là đơn số 5. Đơn số 6 320k. 1 2 Bốn đơn là chủ yếu là trâu với là nhạn tháng 4 thôi các bạn. 3 vẫn là một số mặt hàng khác. 4 5 6 và 7. Với 320k mà được một đơn như thế này là cực kỳ đẹp rồi các bạn này. Đó. Cây không có lỗi, không có ấy hết đâu các bạn. Đơn số 7 là 270k nha các bác nhá. Vẫn là một đơn nhạn bóc này. 1 này, nay em lên nhiều đơn nhạn cho các bác lựa chọn này. 2 này. Và châu nữa nhá. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. Đó, em ở Buôn Đôn làm chuyên về hàng gì thì em bán chuyên hàng đó, cho em không có lấy hàng chỗ khác phải em bán rồi lừa lọc các bác này kia cho nó mệt rồi các bạn. Tại sao nhiều bác cứ hỏi là em có 2-3 mặt hàng nó bán miết, thì ở Buôn Đôn có loại gì thì em bán loại đấy thôi. Đây, đơn số 8 là 300k, là một đơn trâu giống lá mít nha các bác nhá. 1 này. 2 này. 3 này.
4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, cái này nhỏ xíu mà mẹ bồng con rồi, 10 này, 11 này, đó, 300k. Đến đơn số 9 là một đơn châu giống nhá, châu thường giống này, 250k các bác nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 cây này. Chỉ có 250 thôi các bác. Đó. Lô cực kỳ rẻ luôn. Mấy cái lô mà nhiều cây thì các bác em đếm nhanh các bác thông cảm hộ em nhá. Bởi vì ngồi đếm chậm thì đếm từng cây cho bác xem rõ thì nó cái lưu lượng RAM của máy em á là nó không đủ tải lên YouTube đâu các bác. Nó không thể tải được. Nếu bác thông cảm nhá. Nói chung là em bán hàng kênh của em bán hàng uy tín xưa đến giờ rồi, nhiều bác ủng hộ rồi chứ không phải là ấy đâu. Nên các bác yên tâm. Đây. Đơn số 10 là một đơn cẩm cù nha bác nhá. Đơn cẩm cù này thì giá 200k thôi. Một khúc này. Đó, khúc gỗ rất là nhỏ luôn. Nhưng mà cái cây này thì khỏi phải chê rồi. Tuyệt vời đẹp luôn này các bác này. Đó, em cho bác coi rõ này. Đó, cây này là gồm một ngọn này, hai ngọn này. Đó, hai ngọn lên rất xanh mơn mởn luôn này. Đó. Tuyệt vời. Đó, đơn này 200k nhá bác nhá. Đơn số 11 là 170k này. Vẫn là cẩm cù này. Đó, này các bác này. Đó, nó bám hết rễ rồi này. Hàng ở rừng mới về các bác nhá. Đó. 170k cho một bụi này. Đơn số 12 là 280k, là một đơn châu mít này. À, châu giống mít này, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Nay em bán rẻ một số như châu la mít này. 6 này. Vào thôi. Đúng rồi. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. Đó. Đơn số 13 là 250k các bác nhá. 250k là một đơn nhận bóc tiếp này. 1 này. Cây to nhưng mà hơi cây này hơi ấy thôi, nó bị cháy một ít lá này trong mùa khô ở trong rừng. 2 này. Đó, quả này khô hết rồi này. 3 này. Và 4 này, cây này bảo lá rất to luôn này. Đó. Đơn này 250k này. Rồi đơn số 14 270k là một đơn nhận giống nha các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 và 20 nhá. Đó 270k. Rồi, đơn số 15 là 300k, vẫn là một đơn nhận giống nè. À, một đơn châu giống nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4, 5 nè. 6 nè. 7, 8 nè. Đơn này, đơn châu giống này nhiều cái to hơn nè. 9 nè. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cây nha bác nhá. Đó, 16 cây 300k. Cây to này, châu giống nhỡ này. Đơn số 16 lại là một đơn châu giống nữa, 370k. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20 nhá. 20 cây. Đơn số 17 là 380k, là một đơn 4 cây châu lá mít nha các bác nhá.
một châu mít này, đó, hai này, ba này, bốn này, cây này là 2,5 cặp lá luôn này, đó, 380k, đẹp tuyệt vời luôn. Sang một đơn số 20 là 360, phải không ta? À đâu, cái này đơn số 17 rồi, đơn số 18, em bị lộn đơn đó ạ, 18 vẫn là 380 nhá. Đó, một này, cái này như là mít đồng xu luôn này, châu mít này, hai này, ba này, và bốn này, đó, 380k, đơn 19, 380k luôn, là một đơn nhạn, bóc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây này. Đơn 20, 306 là một đơn, vẫn là một đơn trâu là mít nha các bác nhá. Một này, đó, lá như này, lá rất to này. 2, 3, 4, đó, 360k. Đơn số 21 lại là một đơn trâu là mít nữa, là 370k, 3 cây, 3 cây lớn. Một này, hai này, cái này 3 cặp lá luôn, đẹp tuyệt vời. Ba này, đó, 37. Đơn số 22, 350k, là một đơn trâu nguyên bản nha các bác nhá. Một này, bên cạnh có một cây nhạn nhỏ nữa. Hai này, ba này, bốn này, cái này trâu giống thôi, là năm này, đó. Đơn số 23, 280k là một đơn trâu mít nha bác nhá, trâu nguyên bản mít này. Một này, cái này là không phải là mít hẳn đâu, cái này là mít xếp thôi, cái gì nó đúng mít thì em nói là mít, không phải thì em nói không phải nhá. Hai này, cây này cây mít này, mít chuẩn này. Và ba này, đó, cây này 100% mít này. Đó. Đây, người ta đi đường về người ta sợ bị bung hết rễ là người ta chẻ lạt. Đấy, còn xanh lè xanh lét này, mới hôm nay này, người ta bó vào các bác nhá. Cái lá này nhìn nó hơi xấu xấu mà chả sao hết. Nói chung là ở trong rừng mà, cái hàng rừng thì không bao giờ nó được chuẩn như hàng ở nhà. Nhưng mà nó vẫn có cái đẹp, vẻ đẹp tự nhiên của nó nhá. Đó. Đơn này là 208. Đơn 24 là một đơn nhạn giống tiếp này, là 308 nhá. Đơn này nhiều cây lắm. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 9 này, 10 này, 11 12 này, 13 này, 14 này, 15 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23 24, 25 26, 27 28, 29. Cây này đơn này là 29 cây này, gần 30 cây nữa các bác ạ. Rồi, đó, đến đơn số 25 là một đơn combo 250k nha các bác nhá. 250k thì ở đây là các bác được một đơn gồm quế tím. Quế tím này, có những cây lớn như thế này luôn các bác này. Đó. Rất nhiều quế tím, chỗ này cũng phải 2 kg, hơn 2 kg mấy, gần 3 kg nhá. Đó. Quế tím này, cẩm báo này, và một cái nhạn bóc, ba cây trâu, tuyệt vời luôn. Và một khúc cẩm cù nguyên bản này, khúc cẩm cù này thì thân nó hơi già này, đó, hơi già rồi. Đó, đơn này là 250k, cho một đơn combo này cực kỳ rẻ luôn nha các bác nhá. Đơn 26 là 270k này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, đó, 4 khúc trâu nguyên bản này các bác nhá. Trâu nhỡ nguyên bản này 270k thôi, rất rẻ luôn này. Đơn số 27 là 30
350k là một đơn nhận lớn này. Một này. Tuyệt vời luôn. Hai này. Ba này. Bốn này. Đó, em bán đúng hàng nên cái giá nó như thế đấy. Chứ còn các bác cứ ham rẻ là nhào nhảy vào những cái chỗ người ta bán rẻ, bắt đầu đến khi mà sổ ra hoa hay là thế này thế kia thì kêu thế này thế kia lừa đảo thế này nọ. Đơn 28 là 380k là một đơn nhạn đẹp này. Một này, cái này là cây vừa thôi đó, đến cây này này, cái này cực kỳ đẹp rồi. Cây thứ hai này lá xếp rụt rệt không lỗi lá nha bác nhá. Đến cây thứ ba là cây lớn này, cây to luôn này. Đó, tuyệt vời, rễ đang bắn mạnh này. Đó. Rồi, đến đơn 29. Thì đơn 29 này cũng là đơn cuối cùng. Là 370k là một đơn nhạn nguyên bản giống nha bác nhá. Là 370k này. Đơn này thì rất rẻ rồi. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này, cái này là hai cây luôn này. 5 này. 6 nè. Cái này là 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây luôn nè. 7 nè, cái này 2 cây nè. 8, cái này 2 cây nè. 9 và 10 nhá, 10 khúc nha các bác nhá. Đó. Thì hôm nay em chỉ có một số mặt hàng thế thôi, thì bác nào yêu cảm thấy thích đơn nào thì cứ gọi điện trực tiếp về số điện thoại của em, còn nếu mà trong cái lúc mà em đang có việc bận á các bác gọi mà em không nghe được máy thì các bác cũng cho em xin lỗi nhá. Các bác vui lòng nhắn tin hỏi em, lúc nào em rảnh rồi em sẽ trả lời các bác sau nhá. Thôi hôm nay bán hàng đấy thì nói chung là không biết nói gì hơn, thì chúc các bác một buổi tối vui vẻ hạnh phúc ấm áp bên gia đình. Em xin chào tất cả các bác.